Trước khi bước vào phần chính của video hôm nay, các anh em The Citizen hãy nhìn thật kỹ hình ảnh đang hiện diện trên màn hình điện thoại hoặc máy tính của các bạn. Đó là thời điểm phút thứ 3, trận giao hữu giữa Man City thắng Bayern 2-1 ở Tokyo cuối tháng trước. Và điều đầu tiên đập vào mắt các bạn, có phải là thanh niên áo vàng đang có bóng trong chân đúng không ạ? Vâng, đó là Tumon Ederson và anh đang đứng ngang hàng với trung vệ Diaz. Ederson không ở trong khung gỗ của Man City và giờ với vai trò và vị trí của anh là một phần trong kết cấu 4 hậu vệ. Và sơ đồ của Man City lúc này là 4-2-5. Các bạn không nghe nhầm đâu, đích xác là 4-2-5. Với trung phong Hà Lan ở tít trên cao không hiện diện trong khung hình. Và đây không phải là một tình huống hay một pha bóng mang tính cá biệt, mà đó là tùy biến chiến thuật mới nhất của Man City và Pep Guardiola. Nào các anh em The Citizen, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông là các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homey để cùng chúng tôi đến với phát kiến chiến thuật dị biệt kỳ ảo mới nhất của Man City Pep nhé. Chưa đầy 10 phút sau tình huống mà chúng tôi nhắc tới ở phần đầu video, chúng ta bắt gặp một hoàn cảnh tương tự. Ở đây Ruben Dias giữ bóng khi tiền đạo Serge Gnabry của Bayern Munich đang có xu hướng áp sát. Dias tính làm gì trong pha bóng này? Chuyền về, chuyền sang trái hay là sang phải? Không, Dias đợi Ederson bước lên. Tất nhiên Ederson đã bước lên, hiện diện bên cạnh và ngang hàng với Dias. Theo cách mà bạn có thể mô tả về một trung vệ thuộc kết cấu hàng thủ 4 người. Ederson sau đó nhận bóng từ Dias và phóng một đường chuyền ra bên trái cho AK. Khối pressing đầu tiên của Bayern bị phá vỡ dễ dàng. Không có gì ngạc nhiên khi Bayern dường như bối rối không biết phải làm gì. Bayern có 6 người ở nửa phần sân của Man City. Họ cũng chủ trương tạo ra thế 4-3 ở khu vực một phần ba sân cuối. Nhưng Ederson tiến lên và họ hoàn toàn mất phương hướng. Nói cách khác, việc Ederson tiến lên và trở thành một điểm trong hàng phòng ngự 4 người của Man City giúp The Citizen tạo ra tình trạng quá tải, overload ở bên phần sân của mình. Tất nhiên là với điều kiện anh làm tốt mọi công việc khi có bóng trong chân. Ở đây vào cuối hiệp 1, Ederson thậm chí còn vào một vị trí cao hơn hai trung vệ đồng đội khi anh thực hiện một đường truyền cho Mateo Kovacic. Điều này còn giúp giải phóng không gian trước mặt Ruben Dias, người sau đó nhận lại bóng từ Kovacic và phóng ra một đường truyền xuyên tuyến chất lượng, loại bỏ khối pressing 6 người ở khu vực giữa sân của Bayern, đưa bóng tới vị trí của Julian Alvarez. Tới đây nhiều người sẽ nói rằng chỉ là giao hữu, nên Man City, Pep và Ederson làm quá một chút cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng gượng đã, trận mở màn Premier League thắng 3-0 trên sân của Burnley vẫn là một Man City với Ederson trong vai trò trung vệ ảo tương tự. Chiến thuật 1-1 của Burnley khi ở trạng thái không bóng về cơ bản luôn cho phép một cầu thủ của Man City được hoàn toàn tự do, người đó chính là Ederson. Trong 16 phút đầu tiên của trận đấu, Ederson có tổng cộng 3 lần giữ bóng trong trận bên ngoài box ở một vị trí dành cho trung vệ với tổng thời gian lên tới 54 giây mà không phải đối mặt với bất kỳ pha pressing nào từ Burnley. Đó là trò chơi mèo vờn chuột, đòi hỏi sự kiên nhẫn và Ederson thì kiên nhẫn hơn bất kỳ ai tại Turf Moor. Từ quan điểm của những người ủng hộ Burnley, điều này thật khó chịu. Mặc dù đôi khi rất khó để biết liệu các cổ động viên có bực bội với đội của họ vì đã không gây áp lực trước một đối thủ tầm cỡ như Man City hay không. Tuy nhiên về mặt chiến thuật, nó rất hấp dẫn. Cả về cách Cavani đang cố gắng áp dụng một kết cấu chiến thuật nhằm giúp Burnley có thể ngăn cản Man City, triển khai bóng qua hàng tiền vệ và cách Guardiola điều chỉnh mọi thứ trong hiệp 1 để tìm ra giải pháp. Hãy nhìn vào hình ảnh tiếp theo sau đây, ở giây thứ 79, Burnley chọn không dồn ép Ederson. Về mặt chiến thuật, họ cố gắng ngăn chặn các đường truyền có giá trị cao của Man City tới khu vực giữa sân và các vị trí rộng hai bên cánh. Tức Ederson sẽ chỉ có hai lựa chọn cơ bản có thể chuyền bóng cho hai trung vệ Akanji hoặc AK. Sau 7 giây với bóng trong chân, Ederson chuyền cho Akanji và thay vì giữ vị trí của mình hoặc lui về vòng cấm, điều mà đa số các thủ môn khác thường làm, anh chọn bước lên phía trước và nhận lại bóng từ Akanji. Vào thời khắc này, Ederson giống như một trung vệ giữa của hàng thủ 3 người với Akanji ở một bên và AK ở một bên. Sự khác biệt duy nhất so với hình ảnh tương tự ở trận giao hữu thắng Bayern là Kyle Walker tiến lên cao hơn rất nhiều ở bên phải, trong khi Rico Lewis, hậu vệ thì di chuyển vào vòng tròn trung tâm, tạo thành một trục kép với Rodri. Sơ đồ của Man City lúc này là 3-4-4. Xin nhắc lại, chúng tôi không nói sai và các bạn cũng không nghe nhầm. Bởi với một City không cần thủ môn trong box, thì kết cấu on-ball của chúng ta được bonus thêm một người. Khác với Bayern tại Tokyo, trong tình huống này, không một cầu thủ Burnley nào có ý định dồn ép Ederson. Burnley của Cavani chủ trương bó hẹp các lựa chọn lên bóng ở trung tâm của Man City, đóng sập các khoảng trống xung quanh Rodri và Lewis. Và thực tế này buộc Ederson phải chuyền bóng cho Akanji để cầu thủ người Thụy Sĩ có thể triển khai bóng bên cánh phải của City. Trong ví dụ tiếp theo dưới đây, ở phút thứ 18, Ederson giữ bóng dưới chân trong 20 giây, kiên nhẫn, chờ đợi lựa chọn tốt nhất xuất hiện. Những tiếng la ó từ cổ động viên Burnley trên khán đài Turf Moor vang lên ngày càng lớn và Sander Berger cuối cùng cũng không chịu được nữa và anh ta quyết định tiến lên gây áp lực với Ederson. Thời cơ đã xuất hiện và Ederson ngay lập tức thực hiện một đường truyền qua khối pressing đầu tiên của 4 người của Burnley và Alvarez, người đã thả mình về vòng tròn giữa sân. Phải thừa nhận đây là một trận đấu mà Burnley đã thực hiện chiến thuật 1-1 thực sự tốt. Chúng ta có thể nhìn vào kết cấu đội hình của họ ở hình ảnh dưới đây.
gần như không có khoảng trống để City có thể thực hiện build up từng bước thuận lợi từ hậu tuyến. Vì thế Ederson cần thử một điều gì đó khác biệt và anh đã làm được với những đường truyền dài của mình. Đây là ví dụ ở phút thứ 17, bước di chuyển tốt của Lewis đã giúp cho Haaland chỉ phải đấu với duy nhất một hậu vệ của Burnley là Bayer, và đường truyền dài của Ederson đã tìm thấy tiền đạo người Na Uy. Haaland sau đó đã khiến Bayer buộc phải phạm lỗi và Man City được hưởng một quả phạt ở gần 1/3 sân cuối. Ederson tất nhiên vẫn kiên nhẫn với những thử nghiệm của mình. Phút thứ 18, Ederson yêu cầu Kyle Walker ở bên phải giữ vị trí mình. Khối 4 hậu vệ được thiết lập với Ederson đang có bóng ở trong chân là một mắt xích trong số đó. Bước di chuyển lùi về của Rodri kéo một tiền vệ giữa của Burnley ra khỏi vị trí và cho cầm bóng nhấn nhá của Ederson rốt cuộc cũng khiến tiền đạo đội chủ nhà Zeki Amdouni nóng mắt và tiến lên gây áp lực với thủ môn người Brazil. Cái bẫy đã sập, Ederson phối hợp tam giác với Rodri Akanji trước khi chính anh tung ra một đường truyền tịnh tiến ra nách trái cho Foden ở vị trí thoáng bên phần sân của Burnley. Việc gây sức ép của Ederson hiếm khi hiệu quả vì hai lý do. Một là mức độ thoải mái khi cầm bóng của anh, và hai, Man City cực giỏi trong việc tạo ra tình trạng quá tải cho phép họ triển khai tấn công. Thật vậy, khoảng thời gian tính từ lúc Ederson nhận bóng đến lúc anh thực hiện đường truyền bên ngoài vòng cấm cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của một thủ môn ở Premier League. Đó là bằng chứng cho thấy cả sự điềm tĩnh của Ederson lẫn mức độ miễn cưỡng của các đối thủ khi tìm cách gây áp lực với thủ thành Man City. Khi bạn đối đầu với những đội pressing 1-1, người tự do duy nhất chính là thủ môn. Guardiola nói sau trận đấu với Burnley: "Với chất lượng của các thủ môn mà chúng tôi có, với chất lượng của các tiền đạo mà chúng tôi có, đó là một vũ khí quan trọng mà chúng tôi phải sử dụng và khai thác hiệu quả." Hình ảnh sau đây đặc tả sâu sắc nhất phát biểu của Pep. Một đường truyền dài từ Ederson tới vị trí của Haaland và Man City bắt đầu một pha tấn công tốt. Cách tiếp cận trực tiếp này tất nhiên đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía Man City. Nhưng đó là kiểu kiên nhẫn khác với hiệp 1, khi Ederson thay vì mời gọi đối thủ pressing mình đã chọn sử dụng các hậu vệ của City để dụ khối đội hình của Burnley dâng lên. Trong ví dụ dưới đây, Ederson thực hiện đường truyền đơn giản với Walker. Khi Walker trả lại bóng cho Ederson, 6 cầu thủ Burnley đã được kéo lên phía trước. Đó chính là điều Ederson chờ đợi, và ngay lập tức anh thực hiện một đường truyền siêu dài và chuẩn cho Haaland, người đang di chuyển lên trong khu vực hành lang trong lệch phải. Chưa đầy 3 phút sau, Ederson thực hiện một đường truyền dài khác và đích đến vẫn là Haaland. Tiền đạo Na Uy che chắn khéo léo, chạm một tốt, trả bóng về cho Alvarez ở vòng tròn giữa sân, còn bản thân xoay lưng di chuyển với tốc độ cao vào zone 13. Ở phía sau, Alvarez tung ra đường truyền xuyên hành lang trong lệch phải để Foden tiến lên. Tới đây khẳng định, sự kết hợp giữa bộ ba Haaland, Alvarez và Foden là thực sự tuyệt vời. Chính những bước di chuyển không bóng hút người của Alvarez và Foden đã góp phần quan trọng vào việc Haaland thường xuyên ở vào vị trí chỉ phải đối phó với một hậu vệ từ những đường truyền dài của Ederson. Có những thời điểm họ Foden hoặc Alvarez sẽ trở thành điểm nhận bóng từ các đường truyền của Ederson, như pha bóng này chẳng hạn. Đường truyền của Ederson tốt đến mức Foden có thể thực hiện một pha chuyền bóng một chạm trên không luôn cho Haaland ở phía trên. Haaland nhận bóng từ Foden, xoay người kéo trái bóng sang bên trái. Alvarez tăng tốc di chuyển xuyên vào hành lang trong lệch phải và ở phía xa bên cánh trái, Lewis đang tiến lên. Trong nháy mắt, một pha tấn công giá trị cao của Man City được thiết lập ở 1/3 sân cuối. Erling Haaland là người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi trong cách tiếp cận này của Man City, với Ederson tiến lên trở thành một trung vệ ảo và liên tục thực hiện các đường truyền dài giúp The Citizen triển khai tấn công trực tiếp. Mùa này sẽ có nhiều đội chọn phương án 1-1 khi đối đầu với chúng tôi, nhưng nếu City có thể triển khai bóng trực tiếp từ thủ môn đến tiền đạo thì đó không phải là vấn đề lớn. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ biết ngay, Haaland nói sau trận đấu với Burnley. Thêm một lần nữa, sau không biết bao nhiêu lần, chúng ta phải ngả mũ trước bộ não thiên tài của Pep và tư duy ứng biến chiến thuật xuất sắc của các cầu thủ của ông, đặc biệt là Ederson. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.